Ok và hello và xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay lại tới channel của mình. Thì mình là Tín là The Gaming Ninh. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video, tiếp tục về một cái video về Mini World sinh tồn núi lửa tập thứ 14 nha mọi người. Thì ok, trước khi vào video mọi người đừng quên để lại cho mình một like, một chia sẻ và đừng quên đăng ký channel của mình để ủng hộ mình nha. Thì bây giờ mình đang live stream đó mọi người, thì bây giờ mình live stream đi đánh boss và quay video lại luôn đó. Thì để ăn một cái bánh mì đã thì mọi người nhớ qua cái Nemo TV của mình với số ID là 669340000 để ủng hộ mình, cho mình xin một follow về nha mọi người. Ok và thì đây để bây giờ mình đi chịu hồi em boss nó lửa đánh các thứ luôn. Đầu tiên thì cái hạt giống này bỏ đâu ta, hạt giống này đặt ở đây đúng không? Nhưng mà trước hết thì mình phải đi chơm hết tất cả các mấy cục sắt nữa đó, mình quên chứ, xém nữa là mình quên rồi. Rồi đây là mấy cái cục sắt này đó, sẵn tiện thì chơm hết luôn. Ok vậy là mình đã đào hết tất cả các sắt trong có trong cái hang này rồi, có trong cái chỗ đền thờ này rồi, phải được hơn một stack sắt, một stack block sắt và ôi và được 650 khối cái miếng thỏi sắt luôn mọi người, xịn sò không bao. Và đến bây giờ mình sẽ chịu hồi inbox này luôn nha. Đầu tiên là cái hạt giống, cái gì chưa gì đã đặt sai rồi, đầu tiên là cái hạt giống đấy, hạt giống đây rồi, nó phát sáng lên luôn này. Tiếp theo là cái đầu đây, đặt lên ok, nó có hiệu ứng phát sáng lên nhìn khá là đẹp luôn. Và cuối cùng là cái canh kiếm và chịu hồi em boss này thôi, và đặt cái kia kiếm vào đây nè, bạch ok, và như thế là chịu hồi được em boss thôi. Wow. Ok và né lấy cung bắn, né thôi đó. Và anh ok rồi, có một cái này, đánh thôi đánh spam đánh cái cung anh này gồng thì mình sẽ cầm cái cung bắn. Anh ok, anh này đi đâu thế, né ui quạt cái thứ nữa này, này thì quạt ok, bay đâu, ui anh này đang gồng lại, ui rồi anh ấy gồng tạo lỗ hổng làm gì vậy, này né cái nhẹ luôn. Ok quá, anh đang dùng tê le. Ô cái móc câu của mình đâu, ok móc lên. Ui này tạo mấy cái lỗ ở dưới, phía dưới này khá là nguy hiểm. Quay lại đây, hồi này phá khá là nhiều thứ luôn nha, bớt phá lại đi. Bắn nè hút cái gì vậy né cái nhẹ, này ui nữa. Ơi dạ đánh ta ok chết luôn. Nó bắt đầu, anh bắt trên kia ok, hình như là mặt trăng nó đỡ chót luôn rồi kìa, mặt trăng máu, đây là mặt trăng máu. Ây dạ, này thì boss với chúng tôi này thì boss với chúng tôi. Đây rồi. Ô, chơi bay lên cao rồi, mình siêu cẩn chiến mà chơi bay lên cao. Ôi tao một phát gãy cái ok được rồi đây này. Ôi dạ, anh đang làm gì? Ok, anh đang dùng cái skill hút cái gì vậy? Đây rồi, sắp chết rồi, ok. Dùng cung bắn đi, tạm thời dùng cung bắn, nó từ xa. Hết sọt luôn. Ok, anh này đứng trong lửa nên không đánh được. Ok, được rồi. Spam. Ok, đánh chết anh này luôn rồi. Ok, như thế là mình đã đánh được cái dạng đầu tiên rồi. Ôi xịn sợ không bỏ. Ôi từ. Mà cái này đào được không ta? Này mình đào xong mình dùng được không ta? Không được, cái đó thì không dùng được, khá là buồn. Thôi, từ. Phải cẩn thận cái chỗ này không té cái chạch xuống này xác định luôn. Rồi và đi đánh boss thôi. Đánh tiếp dạng thứ hai này thôi mọi người. Dạng thứ hai thì này cũng khá là dễ đánh. Nói chung là em boss núi lửa này cũng khá là dễ đánh thôi, chứ không có cái gì là khó hết. Mình đánh một lần rồi nên mình nắm khá là rõ, biết khá là rõ là nó khá là dễ đánh.
ăn mấy cái hạt ok chưa giờ mình chưa tới là ok chưa tới là anh đó thì đã dùng chiêu của mình rồi, ăn hồi máu thì đã, ăn hồi máu thì đã. Ok này, ôi nhưng mà xung quanh này toàn lava thôi. Không. Ây dạ ơi. Xung quanh toàn lava thôi, khá là khó nha. Xung quanh toàn lava thôi, không thể tiếp cận lại được. Ủa anh này xưng đang ở một chỗ có lava các thứ nè. Cay thế nhở. Từ từ mình phải lấy cái đèn. Từ từ đèn mình phải đèn mấy cục đá để mình lắp cái chỗ đó là đã không tí nữa. Giết nó xong mình nó rơi đồ ra. Nó rơi đồ xuống lava nữa thì xỉu ỉ. Từ phải lấy né. Bắt một lóc qua đây. Ok, anh này khó chịu nhờ. Anh này cái chỗ này sinh ra ở một cái vị trí khá là chặt đó mọi người. Nên mình không có thể làm gì được anh đó. Ôi giời ơi, cay thế nhờ. Nè. Mình sẽ chịu chết một tí xíu, chịu chết một tí xíu để mình có thể lắp và lóc các thứ xung quanh anh này. Ok. Đắp và lóc được không? Cái này đắp và lóc được không? Không được. Mình sẽ đắp và lóc xung quanh để cho có chỗ để mình di chuyển đó mọi người. Để có chỗ một tí để mình di chuyển cái thứ nữa. Chứ không là... Không, mình thiếu một tí. Ok, anh này... Anh này chơi khá là không công bằng gì hết. Chơi không công bằng gì hết. Này đang hồi máu, này thì hồi máu với chúng tôi. Này thì hồi máu với chúng tôi, chúng ta sẽ spam kiếm chúng ta mạnh mà. Chúng ta sẽ spam. Ok em. Nhăn cả mét luôn. Không được. Spam, không để nó hồi máu được mọi người. Không để nó hồi máu được. Mình sẽ spam thật là nhiều, spam thật là nhiều. Lại đánh mấy con kia hồi máu này. Hay thế nhỉ. Rồi xong, lọt xuống lava luôn rồi. Sao lại ra đây, bị kẹt dưới lava rồi. Nó lại uốn mấy con quái hồi máu rồi. Ây da. Căng thẳng quá. Không được. Ây da. Phá, ô, còn chưa kể phá block nữa. Thế ai chơi? Không hay rồi, anh này chơi không đẹp gì hết mọi người. Ok, mình đứng đây thì có thể spam được, tốt hơi tốn sao tí xíu thôi nhưng mà có thể spam được cái này. Ok, tới cái em bắt ở nó chịu hồi rồi. Hồi em gì đó. Người ta chịu hồi em gì vậy? Em tí xíu, chịu hồi gì vậy? Chịu hồi em tượng cổ. Đứng chỗ này né thôi, đứng chỗ này đó anh bóp, anh đó tự bắn vô, anh tượng cổ tự bắn vô cái anh bóp núi lửa mà đứng đây mình chờ thôi. Đứng đây mình chờ cái thay cây màu xanh nó hết thôi. Khá là dễ dàng. Đó, chờ bắn xong là được rồi. Đó, cái chích mình phát hiện ra nếu anh đó chịu hồi cái em bóp tượng cổ thì đứng đằng sau lưng cái em bóp núi lửa là được rồi. Không cần phải di chuyển nhiều. Đỡ mệt. Hợp lý cơ.
Nhưng mà mệt nhất là cái anh boss núi lửa. Boss núi lửa này chơi cái chiêu mà đứng cái chỗ mà không có block nhiều á mọi người, ngay dưới lava luôn, nên mình không có nhiều cái không gian để mình di chuyển, để mình có thể né được cái skill của anh núi lửa. Ôi. Ôi kìa. Để mình đặt hết lại cái block này xung quanh cho nó đỡ. Sắp hết rồi, sắp hết rồi. Ok ok. Né. Ok, sắp hết, sắp được rồi. Em đã sắp chịu hồi để thành công rồi nè. Ui ui, càng đánh là nó càng hồi máu mọi người, không được. Ok. Nhân cơ hội nó chưa kịp. Ok. Lại nữa. Nó có phá block không, khó chịu quá. Ok, đừng có phá block nữa mà. Ok, chưa gì nó lại lọt xuống lava rồi. Cái lava này khốn, khốn nạn quá. Ui, cứ lọt xuống lava hồi luôn. Đây rồi, né được rồi. Ok, mình phải đặt một cái để chặn bản thân lại chỗ này đã. Hả, tôi đứng này thôi. Hả, có một cái block đứng sau cản trở rồi nên không cần phải di chuyển nhiều. Đứng solo, spam cái skill thôi. Đó, spam đánh kiếm thôi, chả sợ phải gì hết. Đó, ok chết luôn. Chỉ cần cái này hơi tốn sạp tí xíu thôi, nhưng mà không sao. Chứ cái anh này đứng cái chỗ mà không có chỗ để di chuyển á, nên cũng khá là khó trong việc đánh anh em bắt nó lửa mà không tốn sao á. Rồi xong rồi anh này phát hiện ra được cái cheat rồi. Nó phát hiện ra được cái cheat rồi hay sao á. Rồi được. Quay lại cái cheat thôi. Đó, này thì boss núi lửa, này thì boss núi lửa. Này thì ôi. Thôi tốn sao tí xíu nhưng không sao. Này thì boss núi lửa. Này thì boss núi lửa của chúng tôi. Đánh bớt mấy em một mắt đi mọi người. Đó, như thế là sắp xong rồi kìa. Thôi tốn sao tí xíu. Đây rồi. Và ok. Mà à, không sao, nó tạo ra một cái vùng như vậy để mình có thể lượm đồ. Ồ, mình cứ tưởng là nó rớt thẳng trực diện luôn chứ. À, thì ra là có cái đồ để mình lượm. À, hình như là nó cần. Ok, được nhiêu rồi đấy. Được 2 khối kim cương và có một cái đồ dịch chuyển, đó xịn sò liền. Ok, nói chung là như thế mà để đánh bại được các em boss núi lửa rồi mọi người. Wow, có một cái đồ dịch chuyển này. Cái đồ dịch chuyển này hình như là dịch chuyển về nhà hay sao á, dịch chuyển vào cái chỗ mà mình đặt cái đồ, cái máy của máy dịch chuyển của mình. À, ok, như thế là mình đã đánh bại được em boss núi lửa, coi như là phá đảo game Minua đó mọi người, phá đảo xương xương rồi. À, mà không, chỉ phá vỡ trong tạm thời thôi, bởi vì không biết là nó tạo có update nhiều em boss mới nữa không. Nghe nói là mình hy vọng là update thêm cái em boss gì ta, em boss bãi biển đại dương các thứ nữa mọi người, bởi vì có núi lửa này, có vũ trụ này, có địa ngục các thứ này, nhưng mà chưa có em boss đại dương. Có rừng các thứ rồi nè, nhưng mà thiếu một em boss đại dương nữa nên khá là thiếu. Hy vọng có thêm boss đại dương xịn sò tí xíu rồi. Và ok, chắc bây giờ mình sẽ như thế đánh xong rồi đúng không, như thế mình tele về nhà luôn mọi người. Bấm sử dụng cái ngọc tím này. Tele về nhà chỉ tốn một sao thôi. Đó, tele về nhà luôn. Ui, phải lên level 316 luôn. Xịn sao. Ok. Không bị đứng máy rồi, tự nhiên đứng một phát là mình sợ giật mình. Ok, đi ngủ tí xíu luôn. Đó, đi ngủ tí xíu. Rồi, và chặt cái này ra. Đó, và như thế là mình đã đánh bại được em boss núi lửa rồi. Nói chung là cũng khá là xịn sò rồi. Rồi, chỉ tốn một ít thời gian thôi. Nói chung là đánh bại được em boss núi lửa xịn sò con bò. Và cái anh này cứ vô nhà mình, không biết mình mới đánh bại được em boss núi lửa à. Sợ chưa. Thôi, và bây giờ
Nói chung là đánh bại được boss nấu lửa rồi, giờ còn chung kết hết biết làm gì rồi mọi người, chắc vâng kết thúc series thôi. Và thì chắc bây giờ mình sẽ qua, nói chung là mình sẽ live thường xuyên bên kênh cái Nemo TV với số ID là 66934000 nha mọi người, nhớ qua đã xem live thường xuyên nha. Ok, cảm ơn mọi người, chắc bây giờ kết thúc video tại đây nha. Ok, tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau nha. Bye.